Buồn. Buồn. Không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc, nó để ý. Mình là thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày, nhiêu tháng. Nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết, hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng gì, có ông bạn ngồi kế bên, ông cũng đi miết. Bỏ một mình, bơ vơ, lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại, muốn rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi. Đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào? Thần tài thổ địa bên bển đó hả? Ờ. Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn gì? Coi mấy ông ăn với gì. Ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. À. Bên kia coi người ta cúng tới bắt ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, à cái bà bán hộp sàn á hả? Ờ. Chù chà. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. À. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi. Bởi tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bển đi khám bệnh luôn hả? Ờ. Ủa sao bệnh? Mỡ trong máu. Làm gì mỡ trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mỡ trong máu sao được. Trời ơi bà. Sẵn nó ghé nhà bằng kiều. Ủa ghé nhà bằng kiều chị? Trời ơi nó cúng tới ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Trời. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Ờ có cái ông điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Ờ. Cúng gì cúng dữ vậy? Cũng có ông điếu hút thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi. Nó ca sĩ mà. Nó đi hát tiền quá trời nó cúng nhiều. Hiểu không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy thằng Hề đi. Ờ qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á nó cúng vậy. Qua nhà Quỳ Linh đi. Trời cái thằng đó nó giờ nó cũng có tiền lắm á. Sai lầm. Cha cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời, bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. À? Báo nó nói xạo á. À? Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ, bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. À? Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Nè. Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là xong cái nhiệm kỳ nhà này á, là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu, hiểu không? À. Nó phải gọi là ăn uống nên nó sang trọng chút xíu. À. Trong a à, có qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha, bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha. Tôi ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi. Ủa là sao? Không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Ăn là không để Chí Tài trả tiền. Đó. Trả tiền là trời mưa. Thôi vô ngồi, vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá, qua bên kia hử không mà no. Ơi. Bởi ta nói mình á, mình phù hộ cho nó hoài mà nó có cúng gì đâu. Ăn rồi nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó keo kiệt nè. Đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó nói hao. Bởi vậy đốt chơi vậy thôi. Ê, thằng chồng về, thằng chồng về. Alo. Làm sao? Tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có muốn tình hình căng thẳng như vậy. Thấy chưa? Để nó đi. Cái này gặp nó căng thẳng hả? Ai biết. Có lúc nào nó dùng nó tới tầng căng không? Phải cúng mới được. Đó, đó. Không, sắp, không, sắp không, không, ăn, không, sắp, không, sắp được ăn. Ăn. Sắp được ăn, sắp được ăn. Sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê, thằng này mới hơi mập nha không? Thằng này mới hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây cho nó tốn vậy? Thấy chưa, thấy chưa? Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó
Nó cúng thần thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né ra đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thấu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. À. Thôi đi, không có cúng gì chứ, trời ơi. Nhang mà nó còn cho hử, ông thấy không? Ghê, keo kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha đó, thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ, sao kỳ vậy? Ai biết à, ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài. Ông nữa. Ông là thần tài ha, tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Bất tiền hao của không à. Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó, hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào, nó chửi riết mà phai màu luôn à. Ông đổi tên đi ha, đổi tên hãm tài đi chứ không phải thần tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha, tao mà hãm là mày chích bà mày đó. Ôi, tôi nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước thần được. Bởi vậy còn ông nữa, xin xin xỏ xỏ không bao giờ ông cho gì hết trơn đó, tôi xin biết nhiều lần rồi. Trời ơi trời, bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi, mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á, nhắc tới hai ông á hả là tôi cạn lời luôn. À, cái thằng này chắc tôi hiện hình rồi, tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông á, nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Trời, nó nghe hả? Vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Ủa, sao mất rồi? Nó thấy luôn hả? Nó làm sao nó thấy được? Nó đoán mò á. Cạn lời. Mệt. Thà mày cạn đi, mày còn lời mày chửi không. Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà tiếng. Mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi, để tôi hít ra vô mắt ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. Ờ. Không có gì ăn á, bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả? Nó ngồi dây hoài. Ê, hot girl. Con vợ. Ê, mới được giải đó, á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không makeup đúng không? Makeup lên cũng bình thường. Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Thiệt chứ bộ, nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tội nghiệp á. Tôi còn phải thắp nhang, con xin ông địa ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mà nó cho. Dạ, con lạy ông thần tài, thần địa, ông thổ địa, ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông, con cúng trái cây cho ông hai ông, ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn. Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn, nó mặc đầm ngủ. Chứ cha con quên, ăn mặc hớ hên quá à. Để con xin lỗi ông Tài với ông Địa, con quay ra đằng trước. Dạ con xin hai ông. Trời ơi. Dạ con. Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được. Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được.
đàn bà con gái gì đâu. Không, nhưng mà cũng được, con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh, không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là tôi mái rồi, tôi sẽ cho nó đó, tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dại vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy? Thần tài thổ địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thần tài thổ địa phải linh thiêng chứ, chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy? Vừa vừa phải phải chứ. Trời ơi, tao nói thổ địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ địa người ta bụng chà bá, thổ địa này không có gì ăn, cứ ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, thổ địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời ơi, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà, thì cái ta thần tài mặt ta phải tươi vui đúng không? Thằng tài tao nói mặt như con khô hố vậy à. Râu thì ghét à. Thằng tài tao râu dài vậy đó, râu cục ngủ à. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu, râu rụng tóc đó. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ổng thấy ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thằng tài thổ địa gì mà không có linh thiêng gì hết trơn à. Nhìn là thấy là hãn tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi, không hiểu sao thằng chồng nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tôi nói đúng mà, hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu biết có cúng không? Có, con nói số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng hay sinh lắm nha. Nó hay sinh lắm. Nói chút gần nó lên Thúy Nga là cái nó sinh hoài. Nó sinh hoài. Không biết nó sinh cái gì mà nó sinh hoài. Cứ về vì cọt ác sinh là nó sinh. À vậy tôi biết rồi, tôi thấy rồi. À. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưới đầu môi. Đó. Nó sinh hoài, nhỏ kỳ. Ê ê ê, thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá. Quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sanh ra, người ta khóc ngoe, ngoe, ngoe. Cô em mới sanh ra, em khóc đẹp, đẹp, đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Cô lại hai ông. Cô lại hai ông. Ngày thành tâm nè. Lại có lại là được rồi. Cô lại hai ông. Xin hai ông hãy làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm, nó phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng hoàng. Xin đi đàng hoàng phù hộ. Trời, tôi thấy cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là tao phù hộ. Hồi đó giờ, hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm. Ê, có ăn, có ăn, có ăn. Sống là phải có cái tâm. Dạ, yeah. Đây, trời hai con dâng chú. Trời ơi, má ơi. Mày tốt hơn ba má mày nha. Chui phải đó. Như ba má con. Suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài. Làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ. Dạ con xin hai ông. Dạ xin thần thánh dạ phù hộ cho con. Cho nó nha, nó xin được dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con tin con là con gái thiệt được dục không? Mẹ nó trả này chúi lại mày. Trời đất ơi. Trời ơi nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan cho tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi. Nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời. Ông làm phép quan nãy chuối chi. Trời đất ơi. Ờ đang đói mà, thôi ăn dạ, đi. Không, không. Dạ chuối này là cho ông địa. Dạ chứ phải cho ông. Nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi. Để tôi lấy thì tôi cho mấy cái. No, this is not for you. Yeah. Còn ông nữa. Ông dòm cái gì? Thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc một tuần hết anh họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi.
ganh tị nè. Bỏ đi nha địa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha địa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ chứ bộ ổng tự vẽ hả? Lố quá. Bà hồng quá. Địa ơi địa. Địa mà bóng chắc không ai thèm đâu nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải như chế đó. Bóng là phải sử nhi, phải trẻ trâu, phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng, muốn chồng giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như Bằng Kiều, chồng chế phải xích bát như Đa Nguyên, chồng chế phải bự như Quan Lê. Bỏ đi, thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải, mình đâu có cho ăn tươi sống được. Túi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy. Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Bà ra đây. Cái gia đình. Ra đây. Ông ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Hả? Có cho biết. Hả? Bà phải trả lời tôi điều này đàng hoàng. Ông á, ông mới trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ? Tụi bay là con người, tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ồ, biết. Đó. Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Kỳ cái gì? Ông chơi ông xô tôi hả? Bà xô tôi thì có. Tôi cà chớn vậy. Cái gì? Ông nghĩ chồng rồi ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết. Tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy hả? Trời ơi, bệnh hoạn cái gì? Con tôi giờ tôi đẻ ra. Mà cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn. Nhưng mà cái chuyện dạy dỗ chăm sóc nó là chuyện của bà hả? Bà nghĩ sao? Đó là Trần Mạnh Dũng. Bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi. Mỹ Dung là cái chuyện của nó. Nhưng mà bây giờ ông cũng coi ông kiểm tra lại cái gen của ông đi. Tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi, nên con mình nó mới què rồi giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Mày đừng có làm bậy. Tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi, chân chính ghê ha. Chân chính thấy ớn luôn à. Chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không nói gì với mày nữa. Chuyện xảy ra như vậy tất cả là tại hai ông này hết. Đúng rồi, tại hai ông này nè. Cái gì vậy mày? Trời ơi, cầu nguyện quá trời muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu, tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À, tôi nhớ rồi. Lúc mà vợ nó mang bầu, nó tới nó xin là ông địa ơi cho tôi đứa con trai. Ông quên được cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè. Lúc đó tôi xin một đứa con trai. Thấy chưa? Hả, cái gì? Ông vừa nói gì? Ông xin con trai hả? Đúng. Còn tôi xin con gái. Đã. Đứa xin con gái, đứa xin con trai, tao cho một đứa bê đê là được rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bà ơi. Trời ơi ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn. Tôi cạn lời. Cạn lời. Cái nó ra nó chửi. Ra chửi xong vô nghỉ giải lao. Cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, thằng này. Cái lỗi này em biết là lỗi tại ai rồi. Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra, em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi. Đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và ông môn thể thao yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bạc vô trong mặt em một cái. Ông già ông đứng từ đằng xa, ông thấy cái banh vô trong mặt đau sưng chù bá vậy đó. Ông đâu có chịu, ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn. Ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mà ở trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tội ai? Đâu phải tội hai ông đâu, đúng không?
tội ông bà, tại ba của em chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ ra Trần Mạnh Dũng tự nhiên cho bạn áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như tụi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngôn người. Thôi được, để bánh. Đó tôi điện lên nói chuyện với mấy bà coi đã. Ủa sắm hồi nào vậy, ai cúng? Nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quang cho. Trời ơi, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về á, giúp giùm tôi nha. Quan trọng là bà ăn hay thua. Bà ăn thì bà về cho bà thua, bà ở luôn trển á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ à, tôi ở 58261 Brockhaus Street. Cái gì? 58261 Brockhaus Street nè. Đổi lại giùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ đổi lại. Rồi cảm ơn. Rồi. Xong. Rồi 12 bà mụ rồi. Trời ơi tôi nói. Đổi lại rồi. Nhà này chi được không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không. Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Về kìa. Đó, nó chửi nữa bây giờ đó. Tháp rồi nó dụi nè. Dụi xong cái nó chửi. Nó chửi xong cái nó phun nước miếng. Số vậy, số. Xin thưa thần tài và ông địa. Ủa sao bên này nó lạ vậy, nó lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à. Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường. Chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ba. Ba. Kêu ba không thích. Chế ba. Trời chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó hả? Trời ơi chế ba. Sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ chế ba lộ luôn hả? Không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi. Nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng. Ai về bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị. Bà chị già lâu năm. Trời ơi. Bà ơi. Cái gì vậy? Tránh ra đi. Trời ơi. Ông tránh tôi nha. Bà ơi. Tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi. Bà cho tôi hỏi một câu thôi. Bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm này mua đâu đẹp vậy? Giờ hỏi tao đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. À, vậy hả? Ờ, bữa nào em dắt chị ba đi luôn. Ờ, nhớ à, nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ủa, ông làm cái gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy ông Tài? Chắc là do tôi rồi. Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ, tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi. Thằng này là chủ nhà, bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi, chết cha rồi. Rồi bà coi. Thôi, khỏi gọi đi. Mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu, mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi, giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà, em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào đưa. Ê, thấy không? Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ, thôi nhà. Trời dạ. Ơi, cái gì vậy trời? Chưa đến Trung Thu mà ông địa đến đây múa làm chi vậy trời? Múa bà nội mà chứ. Ông ơi, ông ơi. Qua đây. Nó rồi có gia đình thần thánh nó không có tin. Thần thánh mà nó coi thường quá.
Dạ. Đâu có phải, dạ, không nhà, phải nhà không? Có chuyện buồn tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ ở đâu 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 mà tới đây? Tụi em nhìn vô trong cái trang coi có không? Hả? Hả? Trời ơi. Ủa vậy? Đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các con biết. Vậy đây là? Đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. David. Ông tài tên David à? Nào. Lấy cái tên nó lạ để người thường người ta không biết, hiểu không? Còn ta là thổ địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? Em nghi lắm đó. Rồi mà trời ơi, thấy em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Thì trời em ơi. Thích quá, thích quá. Thôi đi. À đúng rồi. À, bà ơi, đúng là thần thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. À, mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. À. Đó là thần mà. Lộn. Bây giờ vậy nè. Thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy. Tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ tin. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông địa. Dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Sao vậy? Dạ con quên. Con hôm nay con mặc áo hở ha. Bây giờ tới đây ơi. Dạ. Nó hiện ra đó. Là dạ. Tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ ông. Thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Hồ biên. Hay quá. Sao mà đã. Hay quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Cái gì vậy? Ông có làm gì đâu. Trời cái ơi. Gì vậy ba? Ông Tài, ông Địa ơi. Trời ơi, ông Tài, ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy? Có mà, tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thiệt chứ. Cảm ơn thần tài. Không sao đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba. Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nghe. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tài gì hết á. Thầy ơi. Tôi làm lại. Nhỏ rồi mày ơi. Mày đúng hai tay vô túi giùm ta đi. Ở đó, đó. Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay từ từ ông ra đó. Cái gì? Ta nói cho các người biết. Dạ. Sáng nay ta nói luôn. Con của các người như vậy, giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu bệnh á là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Ông Tài, ông Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, rồi biến này cho nó đàn ông lại giùm con đó, chứ để người ta nói bệnh hoạn, tội nghiệp nó lắm. Không có biến cái được gì vậy chồng má? Mày là nãy ta sinh ta mới biến được chứ còn là nghĩa là mày bẩm không sinh có hiểu gì hết trơn. Ờ nãy ông mới vừa nói đó, phải hiểu có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không, nãy ông thần tài đã nói rồi, cái này nó phải là cái bệnh ha. Cái bệnh là mình phải chữa hết đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho. Dạ có muốn cũng không được. Đúng rồi. Nè đi. Ôi, để tao vô, tao không ngồi. Hả trời. Em nè, thấy nè đi, cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha bà Jennifer. You're not my type. Bà. Cái gì? Bà. Gì không? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay tôi không có đai nghiến mà nữa. Con, lại đây. Bà. Tôi nói thiệt với ông á ngang. Bóng bây giờ là thiên tài không đó. Make up cũng giỏi nè, thấy không? Làm tóc cũng giỏi nè, thấy không? Nấu ăn cũng giỏi nè. Nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói không chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi, chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi. Bà vô ngồi trọng đi nha bà Jennifer. Thôi được rồi, bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ba đang muốn có cháu đi tôn nó nói dòng nói dỗi. Mà con thì vậy thì không biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba. Tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy, muốn là được thôi à. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy, dạ. Vậy là ba con thấy tâm rồi, dạ. Có người nè, vợ bốn con vẫn bóng như thường nha. Nhưng mà ba à, đời người con gái, bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con, rồi con làm được bao lâu, được cái gì, tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Ba cho con sống với chính bản thân của mình. Thôi được rồi. Miễn sao con sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng. Giống rồi như ông thần tài nói, đúng không ba? Đúng rồi. Con hứa với ba, con sẽ là một người đàn ông. Con là một người có ích cho xã hội thôi. Được, bỏ cái chữ đàn ông đi.
À, bà, công nhận nha. Chị tụi mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi nè. Tôi cảm ơn thần tài thổ địa là hôm nay về đây ha, giúp cho gia đình mình hạnh phúc đoàn tụ, không có hiểu lầm nhau nữa. Ông tài ông địa ơi, để hôm nay con đi mua trái cây, con dâng con cúng cho ông tài ông địa nha. Mày quay mặt ra ngồi kia đây. Dạ. Để mà, không không. À, vậy thôi để con mua heo quay con cúng cho ông tài ông địa. Đó, bữa nay được. Heo quay, heo quay. Trời ơi, chuẩn bị đi gì đó, gì khám bệnh gì đó. À, mở trong má. Để mua heo quay, mua heo quay không? Để anh lo nha. Ăn này bây giờ được rồi nè. Thay đổi rồi. Để anh lo. Nó ngộ ra được rồi. Nha. Ba làm bây giờ trọng quá ba. Tất cả quỳ xuống. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ, kính thưa ông thần tài và ông thôi điền. Hôm nay gia đình cũng được hạnh phúc là nhờ hai ông ra tay giúp đỡ. Chúng con xin nguyện khắc ghi ơn sâu trong lòng và để cảm ơn. Chúng con xin hai ông hãy tiếp tục ở lại nhà con tới suốt đời. Dạ, được, được, đã được. Được. Dạ. Còn cái chuyện mà vợ con xin cúng kiến. Dạ. Hay quay làm cái gì? Tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần một nén nhang là đủ. Dạ. Dạ. Thôi, ta nghỉ trước nhiệm kỳ. Thôi, ta đi. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Thôi, đi, đi. Qua nhà bằng Kiều hử. Hử cái gì? Thử đồ ăn. Tôi đi nữa, tôi đi nữa. Đi luôn đi. Thôi, ra đi, thử sao thôi. Con nói giỡn. Trời ơi, nói giỡn thôi mà nghe. Dạ. Thôi đứng ngay đi. Dạ. Quành lại đi ông Địa, ông Tài ơi. Dạ. Có số đào hoa nhắn mấy anh chồng vợ hai vợ ba, có chơi thì chơi cho khéo chớ quên quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là lắm đây, ấy mấy thời vợ ghen. Ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa. Hoàn thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce & Gabbana, mà D&G là Đánh Ghen Corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ông nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ông về. Mà đánh qua, đánh lại, đánh tới, đánh lui mà mấy ông không bỏ tật dê thì thôi cho mấy ông đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi rồi, mời vô, mời vô, có khách rồi, khách rồi. Mời vô, mời vô, mời vô, mời, mời hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền. Nè, có hai người phụ nữ nè. Cái người mà cái mặt già già, xấu xấu mà nhăn nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cười vậy mà chồng bỏ. Cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt ranh chồng là chắc chắn rồi, em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Ừ. Ờ, nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả? Tôi nói câu này ra ai cũng la trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái.
Oh my gosh, đó là trời đó. Trời ơi, còn thông dịch nữa hả? Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở nữa mà vô gặp tôi làm chi? Không phải tôi à. Má kia. Hả, cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? À, dạ đúng cái rồi. Gì vậy mày, làm gì mày sợ vậy? Tôi là như bạn vô này mày xuống tông làm hết hồn hết chứ à. Rồi bạn nhưng mà lũ kha lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen nó hại sức lắm đó. Nó ghen đó. Thôi thôi thôi, bỏ xuống dùng cái coi. Bỏ xuống đi. Trời đất ơi. Gì vậy? Em ơi. Nó. Trời ơi, mặt mũi vậy? Tướng tá vậy? Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em rồi đó. Không, ý gì nè, ý chị nói là già xấu như bà này chồng bỏ chị không tức. Mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức biết không? Cái gì? Hả? Nãy giờ có nói tôi già hoài là sao? Bà không nói tôi già mà bị tam tai hả bà kia? Cái gì vậy trời ơi? Tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Tự nhiên vừa phải thôi chứ. Ôi, thôi nè, thôi mà. Cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình, mày nhớ không? Ồ, tao cũng thấy cái quen quen. Cái con quỷ đó, nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên. Đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lợm. Đúng rồi. Trời đất ơi. Ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn mới biết tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và bà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lụm, tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Là ba đứa lạc tông quá, cho nên lạc nhau. Trời ơi, tụi bay gặp lại mừng quá mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, ta không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, ta nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm thấy chưa? Quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không? Mày sao? Quê quá. Qua tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao? Trời ơi, chồng con rồi mà diễn cho ai coi mẹ ơi. Thấy không? Thấy sai lầm không? Thấy sai lầm chưa? Càng có chồng càng diễn. Đừng diễn cho mấy chả, mình diễn cho mình biết không? Còn chị Trinh. Tao cũng vậy phải không? Không thay đổi tí xíu nào hết. Đẹp hơn hồi xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn Trinh á, thì là coi như là em không có tin. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó. Sao vậy? Chị không nhớ hả? Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị hết trơn. Tại chị dữ quá. Cái gì mà dữ? Vậy mà dữ? Vậy cơ dữ? Em có dữ quá gì? Chị bị dữ. Còn mày, mày hiền quá ha. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn không mà tôi hơn bà, tôi hết rồi. Vậy hả? Tôi hơn bạn bậc à hả? Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng nhưng mà em có người yêu. Chồng chi đó, chồng như thế không, thấy khổ ghê không đó? Chồng là chi, em nói chị nghe nè, nó nghe nè, người yêu á thì còn có người này người khác. Chồng nó còn kiểu à, nó ra đời nó gặp gái nó thân thớt nói cười, nó về nó nhìn vợ như kẻ thù vậy á. Sao tao không biết vụ đó? Thôi thì mày có thôi. Kinh nghiệm đâu. Thôi Lụm ơi, tao nói mày nghe nè, bây giờ tao cái gì mà Lụm vậy trời ơi, tao đâu có quăng gì đâu mà mày Lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi. Tên gì? Tụi bay biết Nicki Minaj không? Biết. Con nhỏ rap đúng không? Rapper đó phải không? Tao nhìn mày tao nghĩ mày muốn chồng dữ lắm rồi đó. Bà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Nicki Minaj. Còn xin tự giới thiệu, em là Nicki Milu. Tao nghe tên đó tao muốn thảy cục xương cho nó vậy. Cái gì vậy nè? Bà vô duyên á nha, bà làm tôi như lặng chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu đó. Vô duyên à. Thôi nè, tao nói mày nghe nè. Gì? Cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ dị hoài tên của người ta mà mày kêu dị kỳ lắm. Đúng rồi, tao tỷ là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên Lụm đi. Mày kêu Lu Lu nó còn giống con chó hơn nữa. Trời ơi. Tao vô đây mời vô. Tao rối lên hết trơn rồi. Giờ mày đã rồi sao đâu, mày kể tao nghe coi. Ở đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày. Sao mày gia đình, chuyện gia đình sao? Giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Thấy đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chồng tôi chết là tao. Tao nói đi mày. Cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy? Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen, nó lộn lộn, nó ghen, nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao? Nó làm như thiên nga vậy, chết cho mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết đó. Mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây, qua đây. Qua đây, nó té.
Trời ơi sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Chốn tự lót vậy không sao đâu. Mày mày vẫn cái đánh ghen sao mà nó xỉu hoài sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen, mới ra khỏi cửa xỉu. Mày biết tao làm gì giờ? Sẵn có ba đứa con nó ở nhà. Tao rủ đánh sạch xám. Trời. Đánh bài, đánh ghen không thấy, tao thấy đi đánh bài, tao rủ đánh bài. Không có nó tỉnh dậy mày mới không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi, cho nó dơi sầu. Hỏi đi, hỏi giờ hỏi. Hỏi chồng con nó đi. Hỏi bà nè. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này tao nói như là cái hạm nhà binh vậy mày ơi. Tao nói nay con này mai con kia. Tao nói trời ơi, gặp nó là già trẻ bé lớn không cần biết. Nó gặp là nó hốt, nó gặp là nó hốt hả mày? Mr. Vacuum nó phải không? Hốt bụi đó mày. Hốt bụi đó phải không? Sao thấy quen quá. Thôi vậy đó hả? Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt với bồ của chồng của Thủy chưa? Tao gặp mặt tao kiếm mày làm chi? Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt. Có. Ngày nào cũng theo dõi trơn á. Có bữa sắp sửa gặp tới một mục tiêu rồi mày biết không? Cái tự nhiên nó xỉu. Trời, tao làm gì? Tao phải lo cho nó mất mục tiêu. Chết rồi, thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Là chuyện của nó. Tự tỉnh rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Rượu đâu liễu. Rồi uống rượu quen thói quen, thói quen thôi. Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha, nha. Thôi sao rồi, đây? Giờ mày giờ xuống đây ráng mày giúp tao mày đi lận. Đúng rồi, mày xuống đây nè, bây giờ mày tao nói mày nghe bây giờ á, ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì, rồi từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ, chồng tao là PT, là professional training, cho nên sáng nào á ổng cũng đi tập cho người ta, từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà ăn cơm tắm rửa sạch sẽ xịt dầu thơm, cái là 9 giờ tối cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ổng tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Trời, cô này nó ngu ghê đó. Chồng tập thể dục mà 9 giờ tối đến 3 giờ sáng mà nó tin, nó ngu ghê vậy đó. Thôi giờ vậy, ông nói mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn chồng, bồ và mày. Ba người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì? Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì? Không phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi coi là ăn sáng như vậy thì cái cô bồ của nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy tại sao mình nhào vô làm gì, tự nhiên người ta rút lui đó. Cái người đó là người biết điều biết không? Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa ăn chiều, rồi chủ yếu là món ăn tối nữa, mày gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi, vậy là bà là không người biết điều. Thôi thôi, cách này không được đâu mày ơi. Không được hả? Ừ, tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống người ta nói nghe. Thôi giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động biết không? Bây giờ có cách vậy, tao chỉ cho mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có. Nè, điện thoại nè. Rồi đây, mày có cái gì ha, đây có cái app nè ha. Cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó. Số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó, mày nhấn nút này đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích. À, chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó, thấy chưa? Ồ hay vậy hả, miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Dạ. Vậy ở đây có ai có số phone của anh Quang Lê? Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở bờ chăn gà nè, chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả, chút mình ra mình kiếm ảnh đó. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi hai ghế mà ba cái máy là Quang Lê á. Như tao thấy cái này nhúc nhích rồi mẹ ơi. Đúng rồi. Nhúc nhích rồi nè. Chồng mày đó, chồng mày đang đi đó. Cái này nè, nó sẽ rõ ràng thấy chưa, mày thấy không? Đó đó, khung cảnh này đó đó. Ủa trời ơi, nhúc nhích rồi. Ủa sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Cái quán cà phê xéo văn phòng tao nè. Ê, tao thấy rồi, thằng cha Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ôi chồng tao. Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Ừ. Cho có hình được không? Nè. Đi nè, hình nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao hẹn gì kỳ cục vậy? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Tại sao? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu. Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết rồi chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn thôi, tao chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra chết rồi. Này sao Liễu, chắc tao xỉu đó, tao xỉu. Đừng xỉu. Đi vô nhà. Đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì nó làm không, tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Vô nhà đi, để tao đi với mày.
Để nó xử. Để nó xử. Tao tin mày đó nghe. Rồi rồi, nó xử. Sao kỳ cục vậy? Trời ơi. Minaj! Minaj! Baby! Minaj! Hello! Hey! How are you? Thể thao chưa? Thể thao không phải khoe hàng. Thể thao cho khỏe bế nàng đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh xơi mỗi ngày. Hello everybody. Hello Minaj, I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I need you. I love you. I love you too. Hey, hey, hey. Ai da? Baby. Yeah, em đỡ anh vậy em. Hả? Dạ bị giật bẻ rồi. Giật bẻ. Giật bẻ, giật bẻ, giật bẻ, giật bẻ, giật bẻ. Tập cho cố vậy. Kéo lên. Hey. Được chưa? Tập vừa vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không, mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra hai cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ, cái đó khó lắm á. Ôi, tôi nói tuần vừa rồi có một khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái cân hình, thân hình giật 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 cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi. Thiệt em... Bây giờ happy lắm. Trời, cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. Hả? Em chỉ uống hết một ly mà hi hút hết ba thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. À. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quốc tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê cái quá. Tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá. Nó nghe nè, cái chương trình đó bây giờ trời ơi, Lê nó so happy. Giới thiệu qua cho người bạn nữa, thì còn một cái chương trình nữa. Dạ, dạ. Dương tới tương lai. Là sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giòn. Oh. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm. Bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ hai người tập một lúc và hai người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người... Rất thành công. Được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá. Ai vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ, Việt Hương với Thúy Nga. Hai đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi, em biết sao không? Dắt ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi, mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Anh nói chơi thôi, miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Trời ơi, cái gì anh nói cũng được hết trơn hết trội á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông. Ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? Làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Nhà em có con chuột. Chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này không sao đâu. Dạ. Chuột làm hết hồn hết. Dạ. Thôi đừng có lảng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới, bận rộn sao? Em yên tâm. Kể từ bây giờ anh ta sắp xếp giờ rồi, 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi. Tiếng gì vậy em? Dạ, con mèo hồi nãy là con chuột và con mèo. Trời, nhà em nó có mèo. Súc vật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry, anh nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Thấy mình kêu pest control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện anh ơi. Em làm á. Có dạ. Nói nghe nè baby, trời ơi, cả tuần lễ anh không gặp anh nhớ em quá. Ngồi đi đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi, em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là gọi anh tập là để làm gì, lo cho mẹ già và ba đứa em. Mà ba đứa em đang tuổi mới lớn. Mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ già ăn hơn nữa. Trời ơi, mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em. Bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm. Cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Đấy, đừng có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được rồi. Cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè, em vô nha. Em sửa soạn phòng ốc nha. Em chờ anh nha. Đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Đây. Tăng 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 tăng. Quà gì? Eye gel. Oh, eye gel. Yes.
Cái này anh mua cho mẹ già mà mẹ già không có thích. Vậy à? Dạ, nước sơn mới của iGel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của iGel nha. Vậy đó hả? Bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây có cái máy LED luôn nha. Cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn, màu sơn này nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này về sơn nhà, trời chắc ai chơi chúng mánh quá. Vậy vậy nên bán mới nhiều nữa anh ơi. Thôi được rồi, để em quan vô trọng em sẽ... cái gì? Là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi, em thích quá, em thích áo đầm, em thích áo đầm. Anh em thích, nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đầm này hơn em á. Bậy à. Tôi thấy anh sung sướng quá. Không có. Gì hả? Tặng cho baby. Cảm ơn anh, để lại em thay liền. Thay thay liền nha. Ừ. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà cứ đòi vô trong hoài? Cái quan trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy, anh tiến bộ như vậy? Trời ơi, ghê quá à, anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Giường em nó cũng không có cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. À, trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Nè, mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá, còn em trần tục quá, em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ là hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi, cái còng là hai đứa mình khóa lại với nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi coi. Đà. Đó. Dễ thương quá, được rồi. Đó. Được rồi. Em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái này cho em là dạ. Đó. Dễ thương quá. Đó. Vô. Chưa? Búp. Đó. Rồi hay. Bây giờ chói anh với chói em đây, lại. Em thử chói anh coi nha. Dễ thương quá anh ơi. Thôi bây giờ để em vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn. Đấy đây nè. Nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đỡ em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng vậy anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây thử nó có chắc hay không. Chứ chói hai người rồi sao em mừng gì hết. Đó. Vô nha. À. Đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng rồi em ra nha anh nha. Bận cái. I love you. Em bận áo để em ra liền nha nha. Thì cười. Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái xứ hoang dã luôn á. Kế bụi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vừa phóng vô phóng ra sao cái tướng khác vậy ta? Em. Vậy. Chị Liễu. Vậy. Chị đi với ai tới đây vậy? Tao dẫn má tao đi chơi. Rồi má chị đâu? Ra đi má ơi. À, hết hồn tắt hồi luôn á. Nó nghe nè, chị Liễu. Vậy. Chị chơi xấu quá vậy chị Liễu. Xấu gì? Chị có má đẹp, cái tướng ba đầy ngon vậy sao đó giờ ông dắt ba nhà em chơi. Đó là quỷ mà, nhìn kỹ đi. Má nè. Thủy. Thủy gì? Vợ. Vợ gì? Mình ơi, ủa mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó, tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ mình, cho anh mình, nữa. Mình. Nghe anh giải thích, anh có nỗi khổ. Đó, mấy ông đàn ông nha. 10 ông vô 11 ông à. Quậy banh cái gia đình luôn á. Mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh. Đúng không vậy trơn á. Em ơi, nghe anh giải thích em, thật anh... Bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa. Nha. Nè, đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Học đúng là như vậy, tại vì thật sự là anh... Nè, tôi nói cho anh biết, từ rồi sắp lên, tôi sẽ sống cho tôi. Đúng rồi. Thủy, đừng... Ủa? Ồ, hello cả nhà. Vô đây, ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em. Vợ tao mà em hả mày? Vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Vợ. Dùm ơi. Baby. Cố lên.
Dùm ơn. Baby, ra khỏi chỗ này được không? Được, em muốn đi đâu anh chở em đi miễn phí. Hả? Trời ơi. Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hay, cố lên. Sống cho mình nha. Dạ, dạ Minh, Minh. Chị Liễu nói em tiếng đi, chị Liễu. Nói gì, đáng đời lắm. Xin chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh, em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Em có nhớ anh không? Trời, anh Quang Lê ai cũng biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con đại bàng của lòng anh. Hay quá. Ê, em mừng quá à. Anh giờ đưa em đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi, hay là mình đi cái máy nha? Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ, anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn. Ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi, em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá. Đi ha. Đi. Bye bye. Vô nhà hơn đó. Rồi đó. Rồi đó. Cho anh đứng yên vô đây, tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ có một mình anh thôi. Mình là anh. Hét cái gì mà hét? I wanna go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Con chết luôn, đứng ở đó đây, nhìn đây. Bye. Ê! Trời ơi, không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Hét. Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời? Đứng nó luôn đi, đi vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Đứng nào? Đứng đây. Chìa khóa lắm. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty. Vì tâm tư dấu kiên trang tư còn đây, nên những khi mưa nở đêm làm sao xưa giấc ngủ chưa đến tìm. Thôi nhé, nghe anh lại trả lại cho tôi kỷ niệm ngày xưa. Dòng u buồn trên nẻo trần gian, ta đã mất nhau rồi. Làm sao mà mất được? Đến với anh hỡi, ta say đắm bên nhau chua chua, rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người chua chua chua, ta say đắm bên nhau, hey! Rồi mai người đi xa, còn tình yêu sẽ bay xa. Phải rồi, đi bán về là chua là phải rồi. Cái gì chua? Chua. Trời, ông nói là chua. Cái đó là cái nhạc điệu bè người ta. Chua, chua chứ không phải là chua quá. Vậy sao tôi nghe gì thu qua, thu quá. Trời ơi,
không phải thúi quá mà là chưa qua, chưa qua. À, chưa qua hả? Ừ. Mà ông sao kỳ quá hả? À? Gì? Cái gì mà la lối ôm sòm hết trơn á trời. Mỗi lần mà ông qua nhà tôi đó hả, là sáng ngày mai á, là tôi bị hàng xóm mắng vốn tôi rồi hả? Kệ người ta, mắng vốn kệ người ta, ha? Ngày nào mà em không chịu anh á, là anh sẽ qua đây làm phiền em dài dài vậy đó. Thôi đi ông ơi, sao mà ông kỳ cục quá à. Già cả rồi, lớn hết rồi, yêu cái nỗi gì nữa mà yêu. Em nói vậy là xúc phạm anh. Anh già, nhưng mà tâm hồn anh rất là trẻ. Nè, em. Cái gì? Em hãy nhìn vô mắt anh đi. Trời ơi. Em ra đây. Thôi đi. Anh hãy nhìn vô mắt em nè. Nhìn anh mắt anh đi. Nhìn đi. Trời ơi. Nhìn đi mà. Ôi ma trời đất ơi. Ông có điên không vậy? Cái gì? Có điên không? Bởi ta điên nên người đi. Bởi ta điên nên người mê. Bởi ta điên nên người ta bỏ mặt ta đó. Chơi vừa lắm. Đã không có hơi bày đặt rống thì chị chơi như giống như con chó cúm vậy hả? Ai bỏ ông á thì ông đi tìm người đó đi. Ông qua đây ông kiếm tôi làm gì? Mệt ông quá hả? Cái gì vậy Tám? Điên gì đó. Tám ơi, nghe anh nói nè Tám ơi. Cái gì? Ra đây, cho em ra có vô đó hoài vậy? Ra đây nói chuyện với anh nè. Đi bán về mệt quá, để cho tôi nghỉ ngơi chút. Nghĩ cái gì? Anh qua tới nơi mà nghĩ cái gì nữa? Tám. Vậy. Em có biết là anh yêu em lắm không? Gì? Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Dẹp đi, vừa nói vừa đờn, khó quá. Vậy thôi nói đi. Anh yêu em. Ừ. Tính nỗi mà em muốn tất cả vì sao trên trời, anh sẽ đem xuống cho em hết. Trời ơi, thôi ông ơi, sến vừa vừa thôi ông, sến quá vậy. Nè, xin lỗi em nha. Sến mới là đẳng cấp, sến mới trường tồn, sến mới đi vô lòng người. Chính vì vậy Thứ Nga mới làm chương trình Nhạc Vàng Muôn Thuở. Phải rồi, sến của người ta là sến đi sâu vào lòng người, còn sến của ông là sến xàm, sến xạo, sến từ trong lòng người đi ra. Từ trong lòng đi ra là sao? Là tôi mắc ói đó. Em muốn ói à? Ừ. À, trời ơi. Cái gì vậy? Tám. Gì vậy ông Bảy? Làm gì vậy? Sao em già mà em mắc nết vậy? À. Nói tôi mất nết là sao? Em lầy gì vậy? Làm gì tôi lầy? Tôi cái gì lầy? Em có chữa hả? Trời ơi. Trời ơi ông nội ơi. Hết trứng rồi còn chữa gì trứng. Hết trứng. Hết trứng? Ừ. Tại sao không nói với anh? Chị vậy? Anh đưa trứng thêm cho em bán. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói trứng đây là trứng đẻ chữa kìa ông nội ơi. Trời ơi, anh tưởng má học dịch lộn. Em biết không, trên người em á, anh thích nhất là hai thứ. Thôi đi nha, đừng có nói tầm bậy nữa nha. Tầm bậy cái gì em nói thiệt. Hai thứ mà. Gì mà thích? Thứ nhất là cái gì? Là giọng hát của em. Thứ nhì cái gì? Là học kịch lộn của em, ngon lắm. Trời ơi, thôi ông ơi, nói tầm xàm không à. Để tôi đi bán hộp vịt lộn. Làm cái gì em ơi, em nghe nói nè. Nói cái gì? À, cái gì? Nghe anh nói đi. Trứng sao? Hả? Trời đất ơi. Anh nói em nghe nè. Nhắc vô hộp vịt lộn anh mới nhớ. Sao? Tại sao thiếu gì hộp em bán hộp vịt lộn? Theo anh đi, anh sẽ đầu tư cho em một cái ghe thật là hoành tráng, bán hộp xoàn trên sông Chợ Nổi. Trời. Thôi đi ông ơi, vô duyên quá à. Mặt đã xệ rồi mà còn vô duyên nữa. Thôi đi, đi về đi. Nè, em đừng có khinh thường anh nha. Gì? Em nói anh mặc xệ chứ gì? Ừ. Rất nhiều phụ nữ cầu xin anh mà anh không thèm đó. Thôi đi, tôi nghĩ là cái ban hộ niệm cầu siêu ông thì có chứ ở đâu mà cầu xin. Nè, nói cho em biết. Gái nào cầu xin ông đâu chỉ rồi. Duyên, để yêu anh sai đắm. Duyên nào? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thiệt là quan tưởng à ngang. Ai chứ tôi rành ông dữ lắm. Gì? Vợ chết đã lâu, phải không? À. Không? Rồi á, là con thì lại ở nước ngoài. Ở không suốt cả ngày để chờ con gửi tiền về nuôi. Vậy mà cũng bày đặt khoe. Nè,
Em đừng có nói vậy nha, xúc phạm anh nha. Thằng con anh á, nó năn nỉ anh lắm anh mới nhận tiền của nó. Bởi vì sao? Thấy anh là một người cha hoàn hảo, và là người cha vĩ đại. Thôi, cha không bao giờ lăng nhăng gái gú. Trời ơi, dữ quá, thôi đi. Tôi không có dám rớ tới ông đâu. Rớ tới ông nổ cái banh xác tôi bây giờ. Nổ cái gì không biết nữa. Để em gì? Ui. Cái gì? Thôi đi mà. Thôi đi về đi, nói cái gì mà nói. Về cái gì? Sao mỗi lần anh qua đây là em đuổi anh về vậy? À, tôi biết rồi. Chắc lại dính dáng tới cái thằng cha Tư ốm như con mắm chứ gì. Cái thằng nó nghèo sơ, nghèo xác. Mà ngày nào nó cũng qua đây nó thăm em đúng không? Hả? Kệ nó, tôi yêu ai mặc kệ tôi. Mắc mới gì ông mà ông nói, thôi ông đi về đi ông ơi. Sao em đuổi anh qua vậy? Đuổi anh nói gì? Cho em nghe nè. Anh yêu em, ha? Rồi con trai em cũng thích anh nữa. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc, tại sao không tới với nhau? Nè nè nè, nói tới con trai tôi nhắc cho ông nhớ nghe. Nó vừa mới lớn đó nghe. Ông đừng có dạy hư nó, rồi đừng có dẫn nó đi mà ăn chơi đàn, đúng là không có được đâu à nha. Không bao giờ, nó tự nguyện theo anh, chứ anh đâu có ép uống gì nó đâu. Ủa, em ho hả? Bị bệnh hả? Sao không nói cho anh biết để anh lo cho em? Hả? Được rồi, cảm ơn anh. Ông đi về đi, về giùm tôi đi mà. Cho anh nói chuyện chút xíu đi. Tôi đi về giùm tôi đi. Trời ơi, đi buôn bán về cho tôi nghỉ ngơi với anh Bảy. Kịp tôi mà. Anh hát nữa đó. Thôi đi về tôi lại. Anh về giùm tôi đi nha. Đuổi anh thiệt á hả? Bởi vậy mà. Ta say. Lộn tông rồi. Ta say. Cái gì? Trời đất cùng say. Ông ơi, ông điên quá ông ơi. Điên à? Tôi chỉ là người điên, trên đường em nhìn thấy. Tôi chỉ là người say. Quá trời điên. Trong vườn hoa tình ái. Em biết là mệt gì đâu. Cha Bảy heo này ăn rồi cứ tới đây hoài. Tên cù rủ con heo nái của tôi hả? Còn lâu. Thiệt với ông, cỡ ông không có cửa cạnh tranh với tôi đâu. Con người chỉ biết đờn hát, không biết lãng mạn. Làm gì mà đứng nói chuyện mình vậy ông Tư? Hả? Làm hết hồn. Gì vậy? Sao đứng nói mình vậy? Vô nhà. Thôi, không có dám vô nhà người ta dị nghị. Dạ, sao đứng đó nói mình vậy? Thì cũng làm bầm cho vui vậy mà. Hả? Tôi... Gì? Mỗi lần gặp tôi hay lắp bắp vậy á. Sao mà tôi đâu có ăn thịt, ăn cá gì anh đâu mà sao anh lập bập vậy hoài vậy? Nếu ăn tôi rồi tôi đâu còn cơ hội nói nữa. Vậy hả? Thôi, tôi về. Ê, đứng lại. Sao qua đây rồi gặp rồi không nói với tôi câu nào hết trơn rồi đi về là sao? Nè. Cầm ấy. Chứ vậy làm gì tặng bông cho tôi? Vía bà. Tặng bà. Tặng tôi. Tặng cầm ấy. Thôi tôi về. Đứng lại đó. Trời đất ơi. Tặng bông xong rồi không nói với tôi câu nào hết trơn vậy sao? Hả? Nè, làm gì vậy? Có cái thơ nè, đọc đi, đừng nói, tốn hơi lắm. Yêu cầu ông Trần Văn Tư trả lại bông trên bàn thiên cho tôi. Lộn. Không đưa tôi. Đây. Đây mới là thơ của tôi. Tôi ngồi tôi làm cả đêm. Có những đêm miệt mài anh không ngủ. Anh âm thầm anh nhìn củ khoai lang. Nhìn khoai lang mà ánh mắt mơ màng. Anh bàng hoàng nhận ra mình rảnh quá. Rảnh thiệt ha. Vậy thôi đó phải không? Không nói với tôi câu nào nữa phải không? Nói cái gì bây giờ? Mà tôi nói bà nghe nè. Bà đừng có nghe lời cha Bãi, nghe không? Nghe lời cái gì? Ông mà như vậy hoài á là tôi đi lấy chồng cho ông coi. Tôi khổ quá mà.
tôi muốn nói nhưng tôi không biết nói sao. Tôi chỉ dặn bà đó là đừng nghe lời cha bãi mập. Cái mặt nó đó là không có hợp với bà rồi. Mặt tôi nè. À, người ta nói thế gian được vợ mất chồng, được cả về đôi thiên lôi nó quánh chết. Bà như vậy, tôi như vậy nó mới hợp. Chứ còn cha kia không có hợp. Đúng rồi. Mặt cha bảy tuy rằng là chả là mặt chả xệ đó phải không? Chả xệ nhưng mà chả có nhiều cái hay lắm không? Làm gì vậy? Ông biết tỏ tình bằng lời ca tiếng nhạc, biết không? Rồi ông không khác gì là một sói ca. Còn ông ném về là sói tráng rồi. Ông có biết ca hát gì không? Biết sao biết. Đâu ông hát thử coi. Em ơi suốt đêm thao thức gì em. Thôi đi ông ơi, thôi dẹp, dẹp đi, dẹp đi. Trời đất ơi. Giờ không còn mặc câu dù nào. Tôi không biết ca thiệt. Nhưng mà nói thiệt với bà, thấy bà đơn kiết, tôi lo lắng cho bà thôi. Bệnh hoạn nữa mà thằng nhỏ thì cứ đi chơi hoài, không có ai lo cho bà hết. Tôi muốn qua đây đặng lo lắng cho bà. Biết vậy rồi, nhưng mà muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn nói nhưng mà tôi sợ bà không có đồng ý. Tại ban đêm á. Thôi mà. Tôi muốn Tam ơi. Chết mẹ rồi, cháu qua tới rồi. Tới. Ông Bảy cũng tới ông ơi. Tam à. Dạ. Cái gì tức mình ghê á. Hồi nãy mới ra trước cửa nè. Sao? Có cái cuộc điện thoại nó gọi tới. Kêu ra bưu điện lãnh tiền con gửi về. Rồi có không? Đâu có. Cái thằng nào nó dám mạo danh nó chọc tức tôi đó chứ. Tôi mà biết nó tôi giết nó chết chứ không phải giỡn đâu nha. Thằng nó thiệt tình nè. Không lẽ nó biết sao ta? Rồi sao? Tại sao tôi hử hử thấy mùi mắm này vậy? Mắm á. Không lẽ thằng Tư mắm nó có mặt ở đây hả? Không, không có, không có. Ông mới qua, ông tặng bông rồi ông đi về. Cái gì? Có tặng bông rồi Tám hả? Tám nhận hả? Thì ông... Nó mà biết được là tôi nói tôi phải thiệt thằng này mới được. Ông... Nè. Gì? Tôi suy nghĩ rồi. Nếu mà Tám cứ từ chối tôi hoài mà thằng cá Tư cứ tiếp tục tới đây hoài là không xong. Ông ăn xương. Ông làm gì vậy ông Bảy? Ông làm gì thế ghê vậy? Trời ơi. Trời ơi ông Bảy. Đúng là tôi sẽ ăn cơm trước kẹn. Hả? Lúc đó gạo nó nấu thành cơm rồi sẽ xong hết. Chết mẹ, có cái kẹn đập đại cho đâu. Ông Bảy ơi, trời ơi. Tới đây với anh, tới đây với anh đi, Tám ơi. Không được là mày hả? Mày hả mày? Mày hả? Mày ngon hả mày? Trời ơi, mày ngon hả? Mày ngon hả? Ông Tư. Mày ngon hả? Mày ngon hả? Ngon mày đụng tới bà đi. Quýnh chết mẹ mày à. Thấy chưa? Thấy sói ca chưa? Trời ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi rồi. Đứng lên đi, đứng lên. Không. Nãy trong cơn ghen người ta có thể dữ dằn mạnh bạo. Tôi đâu có sợ nó đâu. Thôi đâu? Hết trời rồi. Nó đâu rồi? Cái gì nó? Nó đâu? Đi rồi. Đi về rồi. Đi. Rõ ràng tôi thấy mà. Cái gì? Thấy cái gì? Nó đâu rồi? Đi về. Ở đây theo. Thảo không? Đi về rồi. Mạnh ra. Đi về rồi mà. Nó đây nè. Rồi cái. Cái phím đờn. Mắt nó uổng tiền lắm. Trời đất ơi. Hú hồn hú vía. Nó tìm cái phím đờn mà tôi tưởng nó tìm tôi. Thôi. Sao nãy ông quay quá mà. Ông hùng hổ quá mà. Nãy quay là sợ nó. Nó xâm hại vô con người bà. Cho nên tôi mới dữ dằn vậy thôi. Giờ tôi có cái này tôi nói. Nhưng mà không biết là nói ra rồi ý của bà làm sao. Bà có chịu không? Thì nói đi. Thì giờ tôi hỏi bà luôn là bà có chịu không? Không nói thì sao biết mà tôi chịu. Rồi nói đi. Tôi muốn... Muốn gì nói đi. Tôi muốn... Muốn gì? Tôi muốn ăn hột vịt lộn. Trời ơi vô duyên quá à. Giờ này cái tự nhiên đòi ăn trứng à. À
Thôi, tôi nói luôn. Tôi muốn chăm sóc cho bà có chịu không? Tôi chịu rồi ông Tư. Ai cho mà chịu? Ai cho? Chết rồi. Nghĩa, con mới về con. Chào bác Tư đi con. Chào bác Tư. Má nói gì má? Chào bác Tư đi con. Tôi không cần biết ai là Tư Nam gì hết trơn á. Hả? Má vừa phải thôi. Nghĩa. Má già rồi đó. Má biết. Làm gì coi được thì làm. Mà nha. Tôi chỉ biết ông Bảy thôi. Rồi ông Bảy. Ông lo cho tôi. Ông cho tiền tôi xài. Ông lo lắng tương lai cho tôi. Con à, có nghe ai thì con đừng có nghe ông Bảy con. Thôi khỏi đi. Tôi lớn rồi. Tôi tự biết cái nào đúng cái nào sai. Con à, má con nói đúng chú, đó. Chú, nhà của tôi, chú không được quyền nói đâu. Nghĩa. Má ngồi đó đi. Con. Má ngồi đó đi. Già đứng không nổi sao đứng hoài. Biết rồi. Đừng có nói với má con như vậy. Chú không có biết gì trong gia đình con hết trơn á. Chú làm ơn chú đứng qua một bên đi. Tao thấy mày mới là người không biết đó. Không biết gì? Không biết cái gì? Má. Má cái gì? Đừng nói anh Tư đừng. Hả? Con người chú phải có liêm sĩ chứ chú. Lòng tự trọng phải có chứ. Nghĩa à, con ơi. Thôi bỏ đi, dẹp hết đi. Giống như phim Hàn Quốc ha. Già sắp bệnh chết, anh hùng tới cứu. Ở đâu ra? Con à, Nghĩa. Má, con nói thiệt má. Bây giờ con đủ lớn rồi. Con tự lo cho cuộc đời con rồi. Má không lo được gì hết thì má đừng có ý kiến trong cuộc đời con nữa. Nghĩa à. Mẹ im đi. Chú im đi. Nghĩa. Tôi đây là chú im đi. Con nói chuyện. Chú lấy cái quyền gì nói chuyện thôi. Nghĩa ơi. Tao lấy tư cách là người lớn tao nói chuyện với mày. Nghĩa ơi. Mày là thằng con mất dạy. Nghĩa ơi, con nghe lời má. Bây giờ mày chỉ biết mày lớn thôi à. Hả? Vậy chứ cái đồ gánh này nè. Bà gánh bao nhiêu chục năm để nuôi mày lớn tới giờ này. Bà gánh bao nhiêu chục năm cũng không thể nuôi lớn được tôi được. Đây là gánh hộp trình lộn thôi. Nghĩa ơi. Con ơi, con nói chuyện với người lớn không phải nói chuyện. Mày đi. Tôi chịu đựng bao nhiêu năm rồi. Bao nhiêu năm trong cái nhà này rồi tôi được cái gì? Mày. Mày là thằng con bắt hiếu. Tôi bắt hiếu cũng không phải là con của ông. Mày không phải là con của tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày đụng tới người đàn bà này là mày không yên với tao đó. Xin lỗi ông nha, đây không phải là người đàn bà của ông nha. Bà không phải là người đàn bà của tao. Nhưng tao biết bà, tao hiểu bà. Mày có biết má mày đã chịu bao nhiêu cái nhục nhã để nuôi mày lớn tới giờ này không? Anh Tư ơi đừng. Bà cứ để yên cho tôi nói. Mày tưởng tao với bà bây giờ mới yêu nhau à? Tụi tao yêu nhau từ hồi còn trẻ kìa. Nhưng gia đình bên ngoại mày vì ham giàu mà ép gả bà cho ba mày. Tới khi bà mang bầu mày, ba mày đuổi bà ra khỏi nhà. Chú nín đi. Đừng tao có không hết. Đừng huyễn hoặc suy nghĩ của tôi. Tôi nói cho chú biết, ba tôi chết vì lao lực lo cho tôi. Còn má tôi suốt ngày chỉ nằm ở nhà đú đỡ với ông này trong khác. Nghĩa. Mất dạy. Anh Tư, tôi xin anh đừng có đánh nó. Tôi chỉ có một mình nữa là đứa con. Má nín đi. Tôi nói cho ông biết nè, ngày hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là lần cuối cùng ông bước vô trong căn nhà này. Im đi. Tôi không im. Tôi đứng đây nè. Ông mất dạy. Bà để im tôi nói. Ngày hôm nay bà không giết mày, tao cũng giết mày. Ở tù tao cũng giết mày. Tôi đứng đây cho ông giết nè. Được. Ông làm gì được tôi? Anh Tư. Mày mất dạy hả? Nghe. Mày mất dạy hả? Mày. Tám. Khi trước gợi những hình ảnh của tim vào lòng đêm,
giọt mưa cuối cùng. Tạm ơi anh yêu anh.